To lên nghe mới nghe được chứ. Đây đang bệnh. Alo đây. Alo. Tám người không đi được chị ạ, à, vì bây giờ đi vào đấy hai viện nó ở trong nội thành ấy. Lòng vòng trong đấy giờ công an nó làm căng lắm. Đi ngoại thành thì đi được chứ nội thành không dám đi. Và 6-7 người đi được chứ. Em bảo bà thân mà đi được 6 người, 7 người thôi. Đi đông